Xin chào các bạn, mình đây là Nam và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại bia rất là đặc biệt. Đây là bia có màu. Như các bạn có thể thấy trong video thì các nguyên liệu làm rất là đơn giản. Bia thì không thể uống được tại vì mình sử dụng. Các bạn cần những loại nguyên liệu sau đây. Đầu tiên là màu thực phẩm. Các bạn có thể dùng màu nước cũng được. Mình thì mình dùng hai loại màu thực phẩm đỏ và màu xanh. Thứ hai là giấm gạo. Mình nghĩ giấm thì nhà nào cũng có rồi. Bột baking soda. Các bạn có thể mua ở các tiệm làm bánh bán rất nhiều, với giá thì rất là rẻ. Và nước rửa bát. Mình dùng loại Sunlight. Và chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị một chiếc cốc. Sau đó cho bột baking soda vào. Các bạn cho khoảng 2 đến 3 thìa sữa chua như mình. Sau đó thì cho một thực phẩm vào. Mình sẽ cho màu đỏ và các bạn hãy làm như trên video nhé. Nếu như cái màu nó bị dính chặt vào cái cây chấm màu quá thì các bạn có thể lấy nước rửa bát cho vào trong đó nước một ít nước rửa bát, rồi mình lấy cái đũa đó và khuấy với nước rửa bát, màu sẽ tan ra đều và nhanh hơn. Và nước rửa bát cho vào sẽ giúp cho cái món ở của các bạn được cái độ bọt, như vậy bia sẽ nhìn giống thật và bọt sẽ đứng được lâu hơn chứ không bị sẽ sụn nhanh. The awkwardness put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course. Và các bạn cho thêm một ít nước vào. Việc cho nước như thế sẽ giúp cho phần ở dưới sẽ có màu xanh đậm, nhìn rất là giống bia các bạn ạ. Các bạn có thể thấy đấy, bia nhìn rất là giống thật nhưng mà có màu xanh rất là đẹp. Cái bia này có thể để trang trí. Và mùi thì khá là thơm vì nước của bát mà. Mùi mình thấy rất là thơm tự nhiên. Nhưng mà nhớ là không được uống nữa các bạn nhé, nếu không thì sẽ bị vào viện luôn đấy. Bây giờ thì mình sẽ thử làm với một cái cốc khác. Và bây giờ thì mình sẽ cho màu thực phẩm đỏ vào để xem nó sẽ như thế nào.
so với cái bia lần trước. Và bây giờ thì mình sẽ trộn hai cái bia vừa nãy mình làm với nhau, bia màu xanh và bia màu vàng, để xem nó sẽ thành gì. Và các bạn có thể cuối cùng trộn xong thì mình thấy là cái bia nó chưa sụp té, rất là gây nhiều cầu. Nhưng mà đặc biệt là lớp bọt phía trên thì cũng lại